Sáng ngày 26 tháng 1, Hội Người Mù tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tuyên Hóa. Nhằm tạo điều kiện cho hội viên vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, Hội Người Mù tỉnh Quảng Bình đã tích cực kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để tặng quà cho hội viên. Các phần quà tuy không lớn nhưng mang lại giá trị tinh thần vô cùng quan trọng trong mỗi dịp Tết đến xuân về, động viên những người mù và gia đình có được niềm vui, cố gắng vượt qua khó khăn, mặc cảm vươn lên trong cuộc sống. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Người Mù tỉnh Quảng Bình đã trao tặng 17 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội viên là mẹ đơn thân và 5 suất quà trị giá mỗi suất 400.000 đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá các phần quà là 10.500.000 đồng.